Em xin được mến chào anh chị Thích Hoa Lan và em là Di Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong nha anh chị. Thì thời gian qua thì anh chị thấy em ít xuất hiện ở trên cái kênh để giới thiệu bán hàng hơn. Thì một lẽ là vì mấy bạn nữ anh chị sẽ quay hướng dẫn phụ em để làm những cái clip hơn, và em sẽ tập trung về những cái clip về kiến thức hoặc là tìm những nguồn hàng ở những nhà vườn anh ra, hoặc làm đi quay chương trình để cho anh chị vào cuối tuần anh chị theo dõi. Và ngày hôm nay thì em quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Di Phong của em để gửi gắm đến anh chị một mặt hàng để bán, đó là cây trầm sáu mắt lai với cây trầm trắng hàng Thái anh chị, giả hạt trắng. Thì cái dòng này á là một số cây nó sổ ra hoặc là dự đoán là sẽ lên những cái khuôn hoa rất đẹp đó, trầm sáu mắt lại trầm trắng thì nó sẽ hiện những con mắt sẽ rõ hơn anh nha. Đặc biệt thí dụ là sổ ra trầm sáu mắt anh chị, là cây trầm sáu mắt, và đặc biệt thì nó đang phát triển rất là tốt. Thứ ba nữa là giá cả phải chăng, và thứ tư nữa cái mùi thơm của nó rất là thơm và nó nở là ở giai đoạn xuân anh chị. Đây anh chị thấy cái những cái lô này là sáu mắt lai với trầm trắng này, trầm trắng thì những cái cây hiện tại là hàng Thái Lan và đang chăm sóc phát triển rất là tốt rồi. Nhưng chị thấy cây nào cây nấy cũng ú nù hả, nó mập nè anh chị, nó nù lên vậy nè anh chị. Thì từ gốc lên này tầm khoảng từ 3 đến 5 cm, đang phát triển rất là tốt. Thì em sẽ quay sơ qua cho anh chị xem về những cái mặt cây này anh chị. Em sẽ lựa cho anh chị những cái cây nù nù này trước, anh chị trồng khoảng tầm 1 năm nữa sẽ cho ra hoa rồi. Anh chị thấy cây cực kỳ đẹp luôn nha, và giá bán nó là sẽ là 50 ngàn một cây. Khi mà anh chị mua 10 cây em sẽ gửi tặng anh chị thêm một cây nha, hoặc là khi mà anh chị mua 5 cây thì em sẽ gửi tặng anh chị thêm phân bón là sữa dinh dưỡng nha, trị giá một chai là 35 ngàn, hoặc là chai AG3xit nha. AG3xit cái này thì cái loại mới ra bên những lớp học trồng lan, nó mấy anh chị áp dụng khá là ok, và em mua về em sẽ gửi tặng anh chị luôn. Thí dụ anh chị mua 50 ngàn cây, anh chị mua 4 cây là em sẽ gửi tiền phí ship tầm khoảng 40 cho tới 45 ngàn thôi nha. Đó là những cây đang phát triển rất là tốt rồi anh chị. Em sẽ lựa những cây thế này nè, chị thấy đẹp chưa, ngầu lên rất là nù lên rất là đẹp. Thì anh chị có thể lưu ý về vấn đề này nha. Một giải là anh chị em sẽ lựa những cây như thế này từ 3 đến 5 cm, và cái bộ lá em cam đoan với anh chị bộ lá cực kỳ là đẹp. Bộ lá là lắm giống như lá mít vậy đó anh nha, rất là đẹp. Rồi thì để đặt hàng anh chị có thể liên hệ về hai số hotline đang xuất hiện dưới màn hình. Thì lâu lâu một tuần vậy đó em sẽ làm 1-2 clip xuất hiện ở màn ở kênh YouTube Hoa Lan Di Phong của em, hoặc là một số bạn phụ trách về việc bán hàng hoặc là livestream hoặc là lên hình để giới thiệu, thì dưới cái tên là luôn lúc nào cũng số hotline bên em là 0938287972 hoặc là 0947774048. Thì hoặc là xuất hiện dưới cái trang Hoa Lan Di Phong đều thuộc là của cửa hàng bên em hết nha. Một số bạn vừa mới xuất hiện thì anh chị lạ không biết là ai mà lại lên đây có tin tưởng không, thì anh chị yên tâm mọi hoạt động, mọi quy trình chốt hàng, chăm sóc và quy trình hỗ trợ khách hàng đều thực hiện giống như trước đó, được sự anh tin yêu của anh chị, thì anh chị yên tâm. Và lô hàng lần này em mong anh chị là ủng hộ em là trong cái lô trầm sáu mắt này nha. Trầm sáu mắt này đang rất là đẹp, cây rất là đẹp, thì em muốn gửi đến anh chị với giá 50 ngàn. Mua 4 cây sẽ gửi tặng anh chị một chai phân, và liều phân thì anh chị sử dụng 1cc trên 1 lít nước, từng bổ sung một lần. Cây nó phải phát triển rất là tốt, trồng khoảng từ 8 tới 1 năm sau nó sẽ cho hoa, hoa cực kỳ là thơm và lạ mắt anh chị. Thì cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.